mừng tất cả quý bà con đã quay trở lại với kênh A Huy Vlog. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật giá miết Thái cho bà con tham khảo. Bà con nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi, nắm bắt giá thường xuyên, để bán cho đúng giá. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và ủng hộ kênh A Huy Vlog trong suốt thời gian vừa qua. Sau đây là phần báo giá miết Thái của một số khu vực trong buổi sáng hôm nay, giá được cập nhật lúc 9 giờ sáng. Theo thông tin nhận được từ anh em thương lái, thì giá miết Thái hôm nay bình ổn ở các khu vực, giá không dao động gì nhiều so với hôm qua. Bà con lưu ý, đây là giá thương lái cắt tại vườn để bà con tham khảo, nhưng cũng còn tùy vườn, tùy lái, tuyến đường vận chuyển xa hay gần, mà giá có thể sẽ chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn đồng trên kg so với bảng giá nha bà con. Giá chi tiết mình sẽ ghi trên màn hình, cho bà con tiện theo dõi, mời bà con cùng xem video. Giá miết Thái tại Đồng Tháp và An Giang. Miết nhất 17.000 đồng trên kg. Miết nhì 12.000 đồng trên kg. Miết bi 7.000 đồng trên kg. Ở Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long, sáng nay giá miết cụ thể như sau. Miết nhất 17.000 đồng trên kg. Miết nhì 12.000 đồng trên kg. Miết bi 7.000 đồng trên kg. Khu vực Long An, giá thương lái thu mua tại vườn. Miết nhất 17.000 đồng trên kg. Miết nhì 12.000 đồng trên kg. Miết bi 7.000 đồng trên kg. Còn khu vực Tiền Giang, mức giá thương lái thu mua tại vườn. Miết nhất 18.000 đồng trên kg. Miết nhì 13.000 đồng trên kg. Miết bi 7.000 đồng trên kg. Khu vực Đồng Nai, Bình Phước và Vũng Tàu, giá miết thương lái cắt tại vườn. Miết nhất 15.000 đồng trên kg. Miết nhì 11.000 đồng trên kg. Miết bi 6.000 đồng trên kg. Khu vực Tây Nguyên, miết nhất 14.000 đồng trên kg. Miết nhì 10.000 đồng trên kg. Miết bi 6.000 đồng trên kg. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để xem video của mình. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh A Huy Vlog nhé. Mình sẽ thường xuyên cập nhật giá miết cho bà con mình theo dõi để bán cho đúng giá. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.